âm mưu. Hello anh em, hello mọi người nha. Mà mấy hôm nay cứ bị đau bao tử hoài, khó chịu quá cà lìm thề, đéo biết bao giờ mới ra, mới hết bị đau bao tử. Mà đau vãi lìm đấy, khó hiểu thật sự. Mà tôi nhá, tôi ăn uống đầy đủ này, đúng không? Ngủ đúng giờ đúng giấc này, hôm qua thức đéo nổi. Hôm qua đá xong trận FIFA là ngất anh em ạ. Mà thức đéo nổi quá đau rồi nữa. Lên giường làm phát tới 7 giờ sáng xong là bây giờ chắc là tôi phải sinh hoạt bây giờ bình thường mới được. Chứ tôi thấy là sức khỏe tôi dạo này là đi xuống rồi nè. Đó, chiều bắt đầu là thở hổn hển. Đó, cái hậu Covid này nó rất là ghê nha anh em. Đó, bây giờ cứ chiều là tôi bị chóng mặt ấy. Bị chóng mặt xong rồi tôi bị kiểu là thở nó không đủ hơi ấy. Cảm ơn John Moy nha. Chả kèo CSGO tối qua nha anh trai. Quỳ tỉnh đây. Người như em xứng đáng 10 điểm cộng được 1 respect của anh nha em trai. Cảm ơn em rất nhiều nha, cảm ơn em nha. Cảm ơn em rất nhiều, quy tín đấy, anh nhớ rồi mà anh không định nhắc. Với lại là với anh là tiền bạc nó không còn quan trọng em ạ. À. Có thì ví dụ mà được em donate thì vui, nhưng mà không donate thì thôi vẫn vui, vẫn bình thường, vẫn ok. Ấy giời ơi, quy tín luôn chứ còn gì nữa. Bao giờ Hải lên Hà Nội luôn với anh Bo á, cũng chưa biết nữa. Tôi đang tìm nhà thuê. Mà bây giờ là chưa có nhà để cho Hải với lại Quang Anh nó lên. Mà nhà trên đây thuê là nó đắt đỏ lắm. Nên là tôi phải tìm một cái chỗ nào nó hợp lý. Giá nó ổn với lại là nó cũng gần chỗ anh em trung tâm cái thứ đồ. Nhiều khi là đi chơi với nhau nó cũng dễ anh em hiểu không? Chứ mà giá rẻ mà xa bây giờ. Thằng Hải nó chịu ở Hà Đông không á chứ. Ở Hà Đông xa vãi ra. Mỗi lần mà đi chơi là mười mấy cây. Đó, ví dụ mỗi lần đi chơi là anh em biết là từ Hà Đông mà lên tới phố là phải 10-15 cây, khác đéo gì đâu, nó xa vãi cà lìm đó. Streaming house á, streaming house đủ slot rồi. Hình như là streaming house là tháng 5, ví dụ tháng 5 này là nhà tôi xong đúng không? Tôi chuyển ra này thì Bông Min với lại Mã Trâm là chuyển vô cái chỗ tôi đang ở này thì ở hai phòng luôn. Đó, còn ngay tạm thời là như vậy anh em mà còn đó, nên là hết chỗ rồi, chú Chip thì vẫn ở lại đây mà. Chú Chip vẫn ở lại đây mà anh em tôi, hôm bữa tôi có hỏi chú Chip rồi, tôi đưa cái phòng, cái bản vẽ nhà với lại là cái phòng mà thiết kế cho chú Chip, phòng của chú á. Không, chú Chip bảo là thôi vợ chồng mày ở đi, đó, anh sắp tới anh cũng chuyển qua cái căn mà Vinhome Central Park ở ngoài Thanh Long, cái gì mà Thăng Long gì đó. Nên là thôi hai vợ chồng mày ở đi, mất công mà làm lại phòng nó phí, đó, không ai ở nên là thôi bây giờ nhà tôi ở một mình rồi. Hôm bữa là có qua bên nhà anh Độ chơi, cũng có gạ thằng Nhiếm nhưng mà thằng Nhiếm nó đéo ở đây mà. Cảm ơn Nema nha. Tiền thuê nhà tháng này như vậy anh. Cảm ơn Nema nha, cảm ơn rất nhiều nha. Đấy, xong hôm bữa mới qua vụ bạn Nhiếm, tôi qua bảo là Nhiếm ơi, nhà cái thứ đâu có mình ở buồn quá luôn, bạn qua ở với tôi được không? Thằng Nhiếm nó cũng đéo anh em mà, nó bảo là ừ, nó ở bên đây với bố nó quen rồi. Đấy, với lại là kiểu nó sống ở đây quen rồi, nó giờ nó đéo muốn chuyển ra ngoài anh em mà. Ừ. Nó sống với bố nó thôi. Đấy. À, thôi bây giờ chắc là tôi ở mình rồi, ở với vợ tôi với lại mẹ vợ tôi rồi anh em à. Nó tạm thời là như vậy đi. Còn chừng nữa như nào thì tính tiếp, tính sau. Qua đấy ai nấu cơm cho ăn. Ui giời. Em ở với tôi hơi bị sướng. Ăn cơm là có người dân tới miệng, đúng không? Đồ dơ á thì chỉ cần bỏ vô sọt đồ đó là có người giặt. Đó, giặt xong rồi tự gắp vô mặt thôi, sướng như thế còn gì nữa đúng không? Cơm là cần gì mà phải ăn ở ngoài, cơm là có cô giúp việc nấu hoặc là mẹ vợ tôi nấu rồi chứ cần gì đâu mà phải ăn ở ngoài đúng không anh em? Nhiều khi ăn không được thì mình order ở ngoài thôi, thức dậy là có cơm tận miệng rồi ăn sướng vãi liền rồi còn gì nữa đúng không? dễ trò của thầy Unip á, dễ trò của thầy Unip thì hơi xa. Nói cũng tặng bên Mỹ Đình, bằng Hải nó bảo với tôi là chắc là tìm cái khu nào kiểu nó trung tâm một chút xíu anh em mà để từ từ đã. Không kiếm nhà gì chứ mà kiếm nhà cũng là một cái khó vãi liền đó anh em mà. Ăn không được thì vứt đúng không anh Bo? Ví dụ nha, tôi ví dụ mà hôm nay mà tôi không ăn cơm đúng không thì tôi sẽ nói với mẹ vợ tôi là mẹ ơi, hôm nay là con làm chắc là cũng hơi muộn rồi con mới nghỉ đó. Thì mẹ coi như thế nào là mẹ con với vợ ăn trước đi nhá, đừng có đợi con, đừng có chờ con làm gì chứ. Con lớn rồi mẹ ơi, ví dụ tí nữa mà con đói tự con nấu mì con ăn hoặc tự con hâm cơm lại. Đó, tôi nói với mẹ tôi biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà mẹ tôi kiểu thương tôi mà anh em.
Mẹ vợ tôi cũng thương tôi lắm, ăn cơm xong cứ úp đâu đó cho tôi, à tôi phải hưởng hết cái sấy đó. Nấu nấu cơm nhiều lắm, hề nấu cơm nhiều quái liền á, mà tôi mà anh em biết là cái cơ địa của tôi rất là dễ lên cân, chỉ cần tôi ăn cơm đúng một tuần lễ thôi là tôi lên cân kiểu là phanh lại đéo được luôn ấy, là tôi đéo dám ăn cơm anh em. Mà ví dụ một tuần nhá thì tôi ăn cơm sang kẻ một hai ngày thôi, còn mấy ngày khác là tôi ăn bún này, bánh mì nè, bún riêu nè, bánh canh nè, nui nè, các thứ rồi đấy, không dám ăn cơm nhiều. Ăn cơm nhiều sợ lên dịch, ổ lộc, ăn cơm nhiều là sợ lên cân đó, sợ lên cân anh em. Mà mập là mập quá thì bây giờ kiểu, mập 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 mà kiểu mất kiểm soát cái nó cũng hơi kỳ, đúng không? Bây giờ đang đẹp này, bây giờ là kiểu là tầm 67 68 kg này đó, 67 68 kg là đẹp luôn anh em. Mà chứ mà về hồi xưa tầm 70 75 kg là nó xấu lắm, nó mập lắm anh em, mà không được đâu bé ơi. Mập đẹp mà anh bô ơi, ừ, mập mập sang nhưng mà mập cũng tốt cho sức khỏe, nhưng mà ấy, do là tôi giảm cân tiêu cực này, tôi đéo ăn nè, có nhiều hôm mà tôi không ăn, mà có hôm tôi ăn là tôi ăn tào lao không, nên là bây giờ bị đau bao tử nè, bị trào ngược dạ dày nè. Anh em có biết cảm giác mà ở đây không biết có anh em mà giống tôi không nhé. Bây giờ tôi đánh răng ấy, tôi đánh răng mà tôi chọc hơi sâu sâu vô một chút xíu á, là bắt đầu là tôi cũng kiểu bị nhạy cảm á, tôi muốn ói đó. Thì tôi hỏi bác sĩ mấy lần rồi, bác sĩ bảo là không phải do nhạy cảm đâu, là do tôi bị trào ngược dạ dày á, nên là bây giờ tôi cái miệng tôi rất là nhạy cảm, chỉ cần có một cái gì mà nó đưa dưa vô một chút xíu thôi là bắt đầu là mắc ói. Nó mắc ói này mà ăn mới ăn ngon vô xong ói ra hết, nó uổng dữ lắm đấy. Ừ đó, có nhiều anh em cũng bị giống tôi nè đó, nên là cái lần mà đi làm răng các thứ đồ đấy, bác sĩ không làm được luôn, nó cứ đưa vô là tôi nhận tôi ói, cứ đưa vô tôi nhận tôi ói. Thì bác sĩ chỉ cho tôi là những lúc mà bị như vậy á, những lúc mà đúng rồi, những lúc mà bị như vậy thì chỉ cần hít thật sâu vào xong thở ra là hết, nó cứ hít đều như vậy. Thì đúng hết thiệt anh em ạ, à, đúng thiệt như vậy. Bác sĩ mà hôm bữa mà làm răng cho tôi mà làm cái răng tỉ mà nó bị thúi á đó, xong là tôi cứ hít thở ra, hít thở đều là không không bị nhợn nữa, không bị ói nữa. Hình như là lo lúc đó là anh em mình sợ quá hay sao ấy, thì anh em mình sợ là thường là sẽ bị nín thở đúng không, anh em mình nín thở thì sẽ kiểu là bị mắc ói vậy đó. Nên là anh em cứ lạc quan lên nhé, thở đều là nó không bị, bác sĩ chỉ luôn như thế. Người yêu ông nào mà bị chắc tỷ, cái tỷ nó bị cái răng của tôi, cái răng tôi nó bị sâu răng anh em hiểu không, thì sang răng sâu răng thì anh em biết là cái răng nó sẽ bị đen, nó từ từ là nó sẽ bị chết tỷ, nói bị chết tỷ là tôi phải làm lại tỷ anh em. Mà một làm lại tỷ đau lắm, mà nói chung là anh em nào mà kiểu mà bây giờ mà bị sâu răng một chút xíu nhé, thì tôi khuyên anh em là nên nên đi nha khoa để mà chám luôn cái răng đó, chứ mà để giống như tôi mà cái răng mà nó đen thùi lùi mà nó vô tới tỷ á, mà nó đau lắm anh em ơi, nó vừa đau mà nó vừa khó chịu lắm, đau lắm, đau thấy mấy ông trời á. Cảm ơn Khang nhá. Em chào anh, em nói thật lòng là khi em từ nhỏ ba mẹ ly dị, khi biết tới anh và anh Cảm Độ, ơn em em rất nhiều. xem ảnh và anh Độ như là người cha thứ hai của em. Nghĩ ghê vậy em. Cảm ơn Khang nha, cảm ơn rất nhiều nha. Nói chung là không có gì phải buồn đâu bé ơi. Nói chung là cũng có nhiều anh em gửi cho tôi mấy cái quả mail tâm sự, nó cũng sướt mướt lắm. Cũng tâm sự với tôi là từ nhỏ không có ba, không có ấy cái thứ đồ ấy, mặc cảm cái thứ đồ có hôn gì mà xem anh với anh Độ là ngược một người cha dữ vậy mày, nghe nó có hơi quá không ấy nhờ, xem anh với lại anh em trong team như là một người anh, với lại là anh em xem stream của anh em trong team để lấy một cái động lực sống trong cuộc sống cho thật tốt, cho nó thật tích cực thôi. Cái gì mà xem tự nhiên mấy ông cũng chửi người ta luôn, thề. Đấy, anh em văn minh lên xíu hồi nào đúng không? Nhiều khi là các bạn này kiểu là bà còn trẻ đúng không? Mà đang tâm sự với tôi, anh em chửi người ta vậy, người ta buồn rồi sao? Bà mẹ nó ảo thật đấy, văn minh lên coi. Đúng không? Văn minh lên một xíu xem nào. Ngày trời ơi, mấy hôm nay là á mà thấy anh em là hơi tiêu cực đó nha. Tiêu cực nè, chửi là quá, anh em mà xem stream chung với nhau, anh em chung một cái nhà khoa học với nhau mà hơn thua với nhau, chửi nhau nè. Mà vả thứ hai nè, thấy không, dạo này là thấy thay đổi rồi, nhưng mà bắt đầu là ngựa quen đường cũ rồi đó, thấy không, ngựa quen đường cũ rồi đó, là không được rồi, là hư hỏng rồi. Dạo này tôi thấy là anh em thay đổi tích cực lắm rồi, mà tại sao hôm nay là lại như vậy nữa hả? Không, nhưng mà anh em mà kênh chat mà kiểu mà comment vui vui với lại mấy ông không chửi nhau, mấy ông không gây quơ nữa, tôi nhìn kênh chat tôi cũng cảm thấy vui. Không, tôi cũng có nhiều động lực để mà tôi làm cái nghề này hơn thật. Anh em cứ kiểu tương tác vui với nhau không, vui vãi cà lìn thề.
Cảm ơn ác quỷ Phai Phai 2K10 nha. Anh ơi, anh kể về tiểu sử thầy Onip được cô ạ? Nói như nào nhỉ? Anh em muốn nghe má mày nghiêm túc hay là nghe kiểu chọc thầy xấu? Đấy, tôi cho anh em hai cái sự lựa chọn đấy. Một là nhận xét về thầy Onip, tiểu sử thầy Onip một cách nghiêm túc theo cái cảm nghĩ của tôi. Hai là mà nhận xét thầy Onip theo cái kiểu là xấu, chọc thầy cho vui. Đấy, nhưng mà có nhiều anh em ở đây là tôi thấy là anh em không biết cái nào giỡn, cái nào là thật nha. Đấy, là thôi hôm nay nhận xét thầy nghiêm túc bây giờ. Thầy thì thầy tuy là như vậy thôi chứ thầy là một con người rất là tốt với anh em à. Giống như tôi kể cho anh em nghe rồi, là ví dụ mà anh em trong team mà bị Covid đó là thầy tự cách ly thầy ở nhà luôn. Thầy không có dám gặp anh em mà thầy kiểu là thầy sợ á. Nó thầy tốt à. Đấy, có hôm mà tôi với thằng Đép mà bị Covid đấy, tôi bảo là thầy mua nước hay là qua bón cháo cho tụi con đi, thầy mất tiêu luôn, thầy không dám qua luôn anh em à. Nhiều khi là gọi điện thoại là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được luôn hay sao ấy nhờ. Không, nhưng mà anh em nhìn thầy vậy thôi chứ mặc dù nhá, mặc dù là kiểu là chơi game á, nhiều khi là thầy lì thôi. Đó, chơi game là thầy lì một chút xíu nè, thầy hay cãi nè. Nhưng mà thật ra là thầy ok, đó, thầy ok lắm anh em à. Nó quan tâm anh em này đúng không? Rồi nói chung là nhiều khi là thầy cũng dễ thương lắm. Ở trên stream nhá, ở trên stream dạo này là thầy còn nói nhiều quá nhá. Chứ mà anh em mà gặp thầy ở ngoài á, thầy nghiêm túc lắm. Đó, giống như hôm hôm bữa nhá. Hôm bữa mà qua nhà anh Độ chơi ấy, thầy là một con người khác hoàn toàn. Cảm ơn Hải Đăng nhá. Do lúc trước em ham chơi quá, bây giờ hậu quả lớn quá anh á, mặt mếu. Cảm ơn Hải Đăng nha, cảm ơn em rất nhiều nha, hậu quả gì lớn đấy. Giống như mấy hôm nay là kiểu là thầy á, thầy giỡn với anh em cho Discord vui lắm nha. Nhưng mà khi mà qua nhà anh Độ á, thầy ngồi im gu à, thầy không dám nói chuyện với ai hết trơn á. Thầy ít nói anh em hiểu không, tôi mới bảo là thầy phải giống như trên Discord chứ. Cái thầy bảo là đéo được. Tao ở ngoài tao gọi là nghiêm túc lắm. Anh ở ngoài anh ít nói lắm bồ à. Đấy, anh ở ngoài anh ít nói lắm. Nhưng mà thầy em nói. ở ngoài thầy ít nói thật, làm tôi là tôi đang cố gắng là làm sao ở ngoài kiểu là thầy phải nói nhiều hơn. Tại vì chọc thầy vui anh em hiểu không? Thầy cũng biết giỡn phết đấy. Hồi đó là kiểu là thầy chưa biết giỡn thôi, chứ bây giờ nhá, bắt đầu là thầy cũng cùng tần số của anh em trong team mà này. Đó, cùng tầng anh độ ở ngoài mà im thế là anh em sai rồi nha. Khi mà anh Độ ở ngoài mà gặp một người lạ hay là đi chơi với lại một cái hội mà anh em mà kiểu mà lạ ấy, thì anh Độ sẽ là một người rất là cứng rắn nha. Đấy, anh Độ của tôi nè, anh của tôi là một người đàn ông rất là độ chuẩn chỉ luôn nhá. Nhưng mà khi mà chỉ có anh em trong team thôi vãi cà liền thề. Anh Độ mà với anh em trong team, anh Độ vui vãi liền thề. Nhiều trò để kể lắm. Đó, anh, nhưng mà những cái lúc đấy là anh em tôi đang uống rượu cái thứ rồi, tôi không có cầm máy quay ra, tôi quay lại cho mong xem thôi. Chứ anh Độ mà lúc mà với anh em trong team thôi, là đúng như anh Độ mà lúc mà 2018 mà anh Độ mới bắt đầu stream ấy. À, mới đó bắt đầu tôi xem sim của anh Độ. Đây, anh Độ giống như vậy đó. Hết có nghiêm túc rồi anh em không? Nhưng mà anh Độ vậy mới vui. Đó, mới cuốn. Hôm nay là cái laptop của các bạn Đức Anh là về rồi đấy. Hay là khui ra cho anh em xem nè. Thôi khỏi khui đi. Đó. Hôm nay là cái laptop về nè anh em. Đó, Đức Anh nha. Đức Anh mà có đang xem stream của anh thì nhận được laptop và nhớ chụp hình gửi vào group nha. Cảm ơn cánh ta phải thầy Onip. Hay là tôi khui tôi ký tên vô nha. Em mới tự mua iPhone 13 Pro Max 256GB xem stream anh Net với mượt VL. Đó, quê không tụi bay? Quê vãi luôn. Đây, còn một eo quả laptop vãi cà liền. Khui ra, mất công. Tí đóng lại nữa mệt lắm luôn á. Mà đâu tại từ tôi cũng tò mò coi là cái laptop Acer này, xin phép Đức Anh là anh khui ra nhé. Anh khui ra xong tí anh dán lại cho. Đấy, còn mày chê thì thôi để là anh xài luôn cũng được. May mắn thế nhờ. Ui, mà Đức Anh này trúng được cái laptop này, đỉnh cao đấy chứ. Đây đúng không, cắt ngay chỗ này. Đấy, cắt ngay chỗ này xong tí tôi dán lại cho. Trời ơi, easy. Anh em không biết thôi chứ ngoài tôi làm streamer nhá, là anh em biết là buổi trưa với buổi sáng ấy, là tôi xuống kho Missy Food để mà tôi làm thêm.
Anh em không tin anh em hỏi chị Trang thử coi. Mẹ mà xịn thế nhờ. Thế mà anh em không gọi là cộng một respect cho anh Bo nhờ. Không cộng một respect cho anh Bo nữa không? Tôi nhá, ví dụ nhá, tôi có thể tôi để cái laptop này lại tôi xài đó. Nhưng mà anh em biết là cái giải thưởng mà GTA các thứ rồi thì tôi thấy là tôi xài nó không hợp lý, tại vì do công sức của anh em ủng hộ tôi thì tôi mới đạt được cái giải thưởng là cái gì mà Simmer GTA gì đó. Thì tặng cho anh em cái này thôi, có gì đâu, chỉ làm cái laptop thôi mượn. Từ từ nha, hoài nhức cây nách luôn. Được chưa, gói kỹ thế nhờ. Cái này hơi lâu nhờ, một tháng rồi mới nhận được cái này đấy. Wow, amazing boy. Từ từ nha, hoài bóc siêu luôn, bóc siêu luôn. Uy tín chưa? Uy tín chưa? Được chưa? Được chưa? Đức nha. Tôi cũng nhắn tin Đức rồi đấy. Tôi nhắn tin là Đức Anh nè, mai qua streaming house lấy. Tại vì một cái món đồ mà nó giá trị nó to như thế này thì shipper người ta không có dám nhận anh em ạ. Đấy. Rồi thôi, để cái mai Đức qua, Đức nhận rồi tôi chụp hình chung với Đức, tôi đăng lên rồi góp. Có gì anh em like giùm tôi nhé. Xịn quá, xịn quá. Nhẹ tay thôi. Sao mà gớt được bé ơi. Còn một cái màn hình của chú Chip nữa đây kìa. Hay là để tối nay tôi khui cái máy tính này ra, xong là tôi lập cái hạt Nemo trong đây. Ngày mai Đức Anh này nhớ subscribe cho anh Nguyên nhớ. Tháng này có mở key không á? Không anh em ơi, tháng này không mở key đâu. Tại vì bây giờ tiền tôi để dành cho thằng boy. Khoái liền, khoái liền. Gù hoài á nhờ. Gù hoài á nhờ. Chơi dịch đi. Tôi cũng thích chơi dịch đó, cảm ơn Phú nha. Vậy em gửi anh Bo ly súp cua. Chúc anh Bo like vui vẻ và giữ gìn sức khỏe à. Hình như anh nhớ là súp cua chị Bụi. Hình như là cái phần mà súp cua lớn là 95.000. Này, ở này có 50.000 thì chắc anh tự vô bù vô 45.000 nữa đúng không bé ơi? Súp cua anh chị Bụi hình như là 95.000 thì sao? Chửi thề toa lên tí là có năng lượng ngay. Cảm ơn Judy nha, cảm ơn em. Không, nói thật là có năng lượng nhưng mà kiểu là mình ốm mà, bệnh tật ốm đau là trong người mình nó cũng không được khỏe lắm để mình vui được á anh trai à. Thông cảm đi. Thì thông cảm xíu đi. Cảm ơn Hiếp nha. Theo dõi anh Bo được 3 năm, em học được từ anh rất nhiều điều tích cực, những đức tính tốt như chăm chỉ, điềm đạm, nhiệt huyết và sợ vợ. Đâu phải chị Du Đì đâu, trời đất ơi. Chị Du Đì thì chị Du Đì sẽ đặt tên là Du Đì Hớp. Không phải chị Du Đì, ủa? Anh Bo bù 2.000 giúp em nha. Cảm ơn Hoàng Phú, cảm ơn em. Trời ơi, tôi nói chị Du Đì rồi mà anh em không tin. Không, tuy là chị Du Đì là bây giờ là chị không có còn chơi trong thành phố Missy GTA nữa. Nhưng mà chị Du Đì là một trong những gọi là fan 20 năm của tôi. Ngày nào cũng xem stream ủng hộ tôi mặc dù là chị Du Đì không donate. Chị chứ ai. Ôi trời, em cảm ơn chị Du Đì nha, cảm ơn chị yêu. Nè, anh em ở trong team là hết F0 hết rồi mà thấy không đi hẹn, đi ăn mà không thấy ai chat vô group hết trơn á nha. Hình như là group của mình nó bị chết thì sao ấy. Cuối tuần này chị Du Đì nhá. Cuối tuần này mình đi ăn nướng là đẹp này. Lại chìm khó quá thì chạy về khóc với em. Cảm ơn Thư nha, cảm ơn em nè. Cảm ơn Thư nha, cảm ơn em rất nhiều. Lại chìm khó, trời ơi. Quá cái nghề này mà khó thì cái nghề nào dễ hả? Thật sự là cái nghề này dễ vãi liền đấy. Đúng không? Cứ ngồi chơi game, bóc phét thôi. Tháng 7, tuy là nó không lương, nó không cao bằng chị Du Đì nha. Chị Du Đì hình như là anh em biết là làm trong cái ngân hàng diện tháng là cũng hư dữ á, cũng hàng hiệu. Trưởng phòng mà anh em, đúng không? Còn tôi là kiểu là làm về streaming game thì nó thật lặng tháng 7 triệu gửi 8 triệu làm vì niềm vui ấy mà. Đấy, xong rồi ví dụ mà lâu lâu có anh em thương mình donate 5 sỉ nó thiện tháng mà cộng tích lũy vô chắc cũng được 10 triệu, 11 triệu. Đấy, nhưng mà kiểu mà làm vì đam mê anh em à. Vui là được rồi. Lúc đầu có ai xem mà bảo không khó. Lúc đầu làm đéo ai xem mà bảo không khó. Như lúc đầu làm không có ai xem á. Lúc đầu hình như tôi nhớ là tôi stream trên kênh của ông Nova Vova Top. Là lần đầu tiên tôi stream mà được 2.200 view ở trên YouTube. Là có người xem nha. Đấy.
Đó, thì lúc đầu nữa mà chưa chưa chơi PUBG mà tôi sợ stream đột kích ở trong cái group gì mà đột kích gì đấy là hình như là được 193 view. Ơi giời ơi, tới cục cức luôn nha, giỡn chơi hoài mấy cha. Hồi đó là tôi má cao cấp 1 kênh 2 là tôi là thứ dữ á, gặp kênh tôi, gặp cái tên tôi trên cao cấp 1 kênh 2 thôi là mấy thằng kia nó run sợ liền, đúng không? Má 193 view rồi, giỡn hoài mấy cha, ảo rồi đấy. Sao mà mạnh méo vậy, đâu có, do cái góc cam á, do cái cam này nè, mà do cái ống cam này nè nó cũ quá anh em hiểu không? Đó, nó cũ quá nên là sắp tới thì sinh nhật thì tôi giống như tôi nói với anh em mấy bữa rồi, tôi nghe phong phanh ở đâu trong nhà khoa học ấy là có nhiều anh em là đang nguyên góp mua cho tôi cái ống cam gì 50 triệu thôi. Đừng các em ơi, đừng 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 phí lắm trời ơi. Má 50 triệu tụi mày tưởng 50 ngàn không à, đừng có làm như vậy nha chưa. Nãy chỉ cần má đến cái ngày sinh nhật của tôi á, mấy ông lên xem stream của tôi, ủng hộ tôi, ăn mừng sinh nhật cùng với tôi là vui rồi. Đấy, không cần phải donate cái ống cam mà 50 tỏi á, ôi lòng 50 triệu ở đâu nhá, phí phạm lắm, phí phạm lắm. Tôi thích thì tự tôi mua là được rồi, ai mua á. Trời, thấy anh em con biết rồi, trong nhà đi anh trong Discord anh em nhà khoa học đó bàn với nhau mà tôi nghe hết rồi đấy, tôi nghe hết rồi đấy. Hình như Kiệt Lặc nó mua tặng cho tôi hay sao á, này mà Kiệt Lặc cùng với lại là thằng Lợi Le, hai anh em collab với nhau, kiểu là hai thằng này nó thấy có lỗi với tôi quá, bây giờ nó bù đắp cho tôi hay sao ấy. Nãy Kiệt Lặc với lại là thằng Lợi Le nó mua, nó tặng cho tôi thằng mỗi thằng 25 con bồ lon đó, là hai thằng là được 50 con bồ lon là mua cho tôi, hợp lý luôn. Cảm ơn cắm tay phải theo nít Anh nha. hay sóc lọ lắm hay sao vậy anh? Lúc nào thầy Steam mà không tìm thấy anh là bảo anh rang sóc lọ, chắc đêm qua làm quá nên mệt đúng HK anh thầy nhắc trên stream 4-5 lần hôm quy đó a. Xin lỗi mày chứ má, mà trong cuộc đời của ta chưa biết đập lọ là gì, chưa biết đập lọ là gì Nick luôn. chị tên trà đá em mà tìm Judy thì Tết Congo mới ra. Cảm ơn chị Judy nha, chị gửi cho em riêng cái link đi em mới xét được. Tôi thề với anh em, trong trong cuộc đời của tôi từ nhỏ đến bây thời điểm hiện tại chưa bao giờ tôi đập lọ, tôi chỉ bắt con sóc bỏ vào lọ thôi. Cảm ơn Lợi Le nha. Hồi nào cha ơi là cha. Ai biết đâu, bữa ăn Kiệt Lặc nó bảo kìa, ăn Kiệt Lặc nó gửi mail cho tao, tại vì mấy lần anh em biết là mấy lần là tao cũng than trên stream, tao bảo là cái ống cam này như chuẩn bị hư rồi, tao cũng định mua cái mới. Xong Kiệt Lặc nó gửi mail cho tao, nó bảo là thôi anh bô đừng có mua cái mới nha. Đấy, anh bô đợi sắp tới đi sinh nhật là em với Lợi Le tặng cho anh bô đó, tại vì coi như là thôi 3 năm mấy 4 năm qua anh cũng gọi là cống hiến cho cái nghề này quá nhiều rồi, nó cũng gọi là tạo tiếng cười cho tụi em quá nhiều rồi mà tụi em chưa có làm gì được cho anh bô hết trơn á, nên là mong anh bô nhận. Ừ, có gì đâu em ơi, cảm ơn em rất nhiều nha Lợi Le. Anh biết mà, bây giờ mày giàu rồi thì mấy cái đó mày mua chuyện bình thường ấy mà. Dòng máu da vàng của châu Á là niềm tự hào của châu lục này. Đồ Messi. Edit phi phai edit rất là phi phai. Tuổi gì? Ông già ơi, mày nói nhiều quá. Úc TV tuổi gì hả? Tao không biết. Nhưng mà tao lại biết là mày mày con 100 tuổi rồi đó. Nên mày cứ im mẹ mồm đi. Mày á, bất tử hả? Tao sẽ không bao giờ chết. Mà xem ông Út TV này BK trên TikTok buồn cười bái cà lìn nữa thề. Đây rồi, thầy thầy. Mà trái dữ vậy cha. Thầy trái dữ vậy ta. Bù 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 trái đó nhờ. Mày thương tao hả? Xin lỗi chứ tao cũng thương mày. Mà mày bị đó nhờ. Chồng tặng cho vợ bó hoa. Ừ, để không đâu, để chừng nữa ví dụ mà tám tháng ví dụ mà 8 tháng 3 năm sau mà có về quê, ví dụ tôi cho anh vợ tôi tặng bông cúc mà chắc chắn mập chửi chết luôn á anh em. Mà nè, hôm qua 8 tháng 3 nhá, tôi không đéo biết tặng gì hết, tôi cứ suy nghĩ hoài mà thề tặng gì mà cũng đéo hiểu nhá, mà nó đến nhanh đó. Tôi nghĩ là năm nay tại sao những cái ngày lễ mà nó đến nhanh vãi liền, 16 tháng 1 vừa rồi là vừa sinh nhật của vợ tôi xong là mới tiên tinh, đúng chưa? Vừa sinh nhật vợ tôi xong là đến Tết là mới liền xì Tết xong,
Má nó vừa ngủ thức dậy là đến 14 tháng 2 nữa. Vừa ngủ thức dậy là đến 14 tháng 2 nữa, cái gì kỳ vậy? Vãi cà liền nữa, ba cái lễ liên tục rồi phải tặng quà đó. Nó xong mà vừa ngủ thức dậy cái nữa là 8 tháng 3 luôn, tới cục cức luôn. Nha. Đó, từ Tết tới giờ là mình đắp bồ luôn, kiểu chip buộc Wara kêu luôn á, tới liên tục luôn, không đỡ được luôn á anh em à. 14 tháng 2 là ngày gì em? 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân. Ây giời ơi, ngày đấy mà không nhớ nữa thì thôi chứ nhờ. Ê, nhưng mà anh em nhìn kỹ là tôi với Trân là có nét phu thê lắm đúng không? Đúng không? Có nét phu thê mà đúng không? Ừ, chân mày giống nhau này, xong là cái nụ cười cũng giống nhau nữa, mà lầy cũng giống như nhau nữa, phu thê thật. Chanh bói bòi bòi về anh bô ơi. Ui, cảm ơn Trần Viết Thiện nha, cảm ơn em. Nếu mà có thể thì em đóng khung lại xong rồi gửi qua cho anh được không? Tại vì cái phòng bếp trong nhà mới của anh ấy là nó còn nhiều góc tường để mà treo hình thằng bôi lên lắm nhé. Gửi cho anh xin nhé, cảm ơn em rất nhiều. Nhìn em không bước ở bên ai, để rồi khi đêm kéo về lòng anh náo nề, một mình anh chỉ những chuyện về em. Lâu lắm rồi tôi chưa hát chẳng bài này. Chẳng thể nào nghĩ được vì sao đây. Lâu lắm rồi tôi chưa hát bài này. Mà hôm nay mới luyện bài Tam Giác và Tắc Giam xong. Nghe này, nghe này, hơi bị đỉnh luôn. Từ từ nhá, để tôi bật thêm một tab bên đây để làm cái lyric nữa. Tam Giác. Dâu, 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 dâu. Mà mới học xong vơ này đỉnh vãi liền. Wow, wow, wow. Yo, nghe này, vui vẻ nha. Tam Đắc và Tắc Giam, Tắc là đánh, giam là nhốt, đánh đốc là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, body welcome to the party. Mua vé số tao là mua cả ký, mua cho mày gó mày hôm đi. Under hood, không được thì cút, đừng có lại nhảy, đừng có này kia. Blow tao cho iPhone, những lời tao như là gạch Nokia. Yo, khoái liền. Đấy, má được cái đoạn đầu rồi đó. Được cái đoạn đầu rồi đấy, nhưng mà cái đoạn sau nó hơi khó hát một chút xíu thôi, mình phải tập đúng không anh em? Mình phải tập đúng không? Đấy. Phải từ từ mới được. Đợi đấy, đúng 2 tháng nữa thôi, đúng 2 tháng nữa thôi mà nó khác biệt liền. Đến giờ phút này rồi mà bạn chỉ được 2 vạch. Chứng tỏ là đến virus nó còn chê bạn nữa. Nói chi là gãi. Nghe chưa? Đau chưa? Đến giờ phút này rồi cái mà chưa? Bạn chỉ được 2 vạch. Chứng tỏ là đến virus nó còn chê bạn nữa. Nói chi là gãi. Đau chưa? Cay chưa? Ừ, đau chưa? Nói đúng đấy. We playing with those feelings when you get us on. Come on and no 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 con mẹ mà chỉ có trong phim Ấn Độ thôi. Chỉ có trong phim Ấn Độ thôi. Con mẹ mà vô lý vậy. Đề đúng phim Ấn Độ được chứ. Em nói lộn cái lời cho em, nói lại cái lời em nói lộn. Ghê trời. Uầy. Em nói lộn cái lời cho em xin. Em nói lộn cái lời cho em xin nói lại cái lời em nói lộn. Dễ vãi liền thề. Em nói lộn cái lời cho em xin nói lại cái lời em nói lộn. Ôi giời ơi, làm sao mà làm khó được tôi. Gò dắt chỗ nào. Em nói lộn cái lời cho em nói lại cái. Em nói lộn. Em nói lộn cái lời cho em nói lại cái lời em nói lộn. Đấy. Mà em chuẩn nó như thế. Ao trình liền, ao trình liền. Dính, 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 dính. Đây rồi. Uầy, đúng cái màu luôn này. Đúng màu luôn này. Đúng màu luôn á thề. Mà ở ngoài đời mà, ví dụ ở ngoài đời, ở ngoài đời mà tôi chạy được chiếc Bugatti này thì như thế nào nhỉ? Má sim làm. Nhờ tối chắc là chạy ra quận nhất uống cà phê chứ nhờ. Xong rồi ra
Nhưng mà đại lộ Đông Tây đóng tầm trăm mấy, 200 á nhờ. Đỉnh vãi liền rồi. Ước mơ thôi, ước mơ thôi. Thấy bây giờ quy tính hả? Mình chạy không được ngoài đời thì mình vô trong game mình chạy đúng không? Hợp lý rồi đấy còn gì. Dạo này cũng không ngủ được nè, dạo này ngủ cái kiểu nó hay bị giật mình vậy lắm. Tự nhiên hôm qua đang ngủ xong mà nằm mơ thấy anh Bô nha. Nằm mơ thấy anh Bô dẫn đi lên cái đảo. Tại vì tối ngày hôm đó xem lại livestream xem nhiều lắm. Tự nhiên nằm mơ thấy anh Bô đang dẫn đi đâu á. Đang nằm mơ để thấy được cái điểm thì được dẫn đi nhưng mà không thấy được, tức quá đang nhìn muốn biết kinh khủng luôn á. Nhưng mà không được, mọi người hiểu không? Tôi không nhìn được, tôi tức quá nên tôi muốn thức dậy tôi để tôi nhìn thấy thêm một lần nữa nhưng mà không được, không thể nào ngủ được đó. Tôi nằm mơ thấy anh Bô luôn mọi người, thấy dẫn đi đâu ấy. Có không? Nhưng mà tôi không thấy được, tôi tức luôn á. Không chứ tại vì kiểu dẫn đi đâu ấy. Tôi livestream nè xong mọi người vô hỏi nhiều quá xong rồi kiểu tôi Ê, nhưng mà cũng có nhiều anh em ở đây là gửi mail cho tôi là mấy ông bảo là lâu lâu mấy ông làm mơ mấy ông gặp tôi. Có thiệt không nhờ? Tại vì nhá, mấy ông chỉ xem cái like không, tôi nghĩ là như thế này, tại vì hằng ngày bây giờ là anh em bị quen cái thói quen là mấy ông xem stream của tôi nên là cái não của anh em là nó bị quen, anh em hiểu không? Nó bị quen là ngày nào là cái não của anh em là cũng sẽ lót là xem hình ảnh của tôi nhiều á, nên là tối là anh em sẽ nhìn thấy đó, chứ không phải là nằm mơ thấy tôi đâu. Gì nằm mơ thấy tôi ghê vậy, kiểu nó bị ám ảnh đó anh em hiểu không? Xem nhiều quá nó bị ám ảnh đấy. Nghe bơi à, con ai anh cảm giác là làm khó con ấy mà. Cơ mà hôm qua mà cái khúc mà hai anh cảnh sát này chết buồn cười vãi liền tề. Ao trình liền. Không, ở trong thành phố có ai bao giờ được selfie với mấy anh cảnh sát mà nằm chết như này chưa? Chỉ có một mình tôi hồi đó giờ trong thành phố ngồi selfie với mấy anh cảnh sát mà nằm chết như thế này. Đỉnh. Để đó tí việc anh em mà đỉnh vãi cà liền tề. Nó bị nhiễm rồi biết sao vậy? Get ready for it. This is it. Sao mỗi lần mấy ông cứ nghe cái nhạc này là mấy ông nhắc tới tên tôi vậy? Bộ ám ảnh lắm hả? Cái nhạc này là cái nhạc mà nước ngoài người ta hay sử dụng mà kiểu là mấy cái công trình mà từ đầu là không có gì hết, đùng lên một cái mà tòa nhà cao người ta làm thôi chứ. Mỗi lần mấy ông mà nghe nhạc này là mấy ông nhắc về tôi vậy? Ám ảnh quá hả? Ám ảnh quá đúng không bé ơi? Nhưng mà anh em là chưa follow thì cho tôi xin một follow nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nhạc nghe hơi buồn đúng không kìa. Nào ghép ác dữ vậy bây. Bớ quầy. Lúc này nó xin ở bên Mỹ nhìn cái phòng nó như giống như cái phòng tổng thống vậy anh em nhờ. Bờ giống như cái phòng tổng thống vậy. Cái này anh em là phải đăng qua group thằng Đép nha, để cho thằng Đép nó diệt chứ tôi diệt không được. Nó hơi nhạy cảm. Để thằng Đép diệt nó mới hợp lý nè. House party. Ui giời, cũng thế nha. Ui giời ơi, anh em ơi, cuốn đấy nha. Ê, anh em ơi, bên phải đâu, bên trái đâu này. C. Mà khớp nhạc phải liền thề. Mà nhạc hay đó, nhạc này là tên gì đó nha. Dẻo nha. Dẻo thế nhờ, nhạc hay đấy. Demon Burn Remix. Uầy. Đỉnh đấy à. Đỉnh đấy liền đấy. Nghe nó sướng lỗ tai ấy. Nghe nó sướng cái lỗ tai ấy. Thầy cuốn đấy anh em đăng những clip này vô xem hay vãi cà lìn thề. Như thế tại vì bọn mình mới yêu mà, tất nhiên rồi, cái việc đến tháng với một người phụ nữ hay là một người con gái nó là điều bình thường thôi, nhưng mà đi kèm là những cơn đau hay là tác dụng phụ thì nó không phải là điều bình thường rồi. Mình nghĩ là nên đi ra ngoài để mua ít đồ cho bạn ấy, đi mua băng vệ sinh cũng như là một vài món đồ ăn mà bạn ấy thích. Riêng cái này thì các ông không cần phải ngại đâu, cứ nhờ các anh chị nhân viên ở cửa hàng tiện lợi thì người ta sẽ lấy hộ thôi, đặc biệt là trong những ngày
Bình thường người đó, hồi đó tôi bị mẹ tôi dụ hay gì. Hồi đó tôi chuyên gia bị mẹ tôi dụ luôn. Mẹ tôi bảo là đi mua đường hay là đi mua nước mắm gì để về cho mẹ kho cá, xong đi được nửa đường mẹ tôi điện thoại sẵn tiền đường là mua cho mẹ cái siêu thấm luôn nha, siêu thấm ban ngày ban đêm gì đó. Sẵn là mua giùm mẹ cái siêu thấm luôn ấy. Mua cho người yêu bình thường, bây giờ tôi mua cho mẹ tôi luôn, là mẹ đỉnh đây nè. Đấy, mẹ tôi hay vậy đó. Hồi mà lâu lâu cái nhờ mua nước mắm với đường, xong rồi sẵn đi nửa đường là cái gọi luôn siêu thấm nha con. Siêu thấm là cái gì vậy, ảo thật đấy, bình thường mà. Tôi tự mua cho mẹ tôi. Kingston, your way to beauty, girl. That's why it'll never work. Nếu mà chơi suicidal, suicidal, maybe stay. Over there, my fool, you. Ôi, hay thế nhờ. Nghe bài này cảm giác yêu đời liền ấy chứ nhờ. Mami-chan Tabino. Trái tim cho thầy Bino. Sướng nhất thầy Onip nha. Sướng nhất thầy Onip nha. Sướng nhất thầy Onip chứ còn gì nữa. Wow, bức tranh 4 tiếng về một tài năng trẻ. Đây rồi bé ơi, đóng khung lại gửi luôn cho anh nhé. Anh xin hết, anh xin hết, cái nào thì cũng nhận hết. Cảm ơn Quốc Hưng nha, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em. Đây, hát karaoke mà không tay dựng nữa. Làm con gái thật yêu, đừng có cười về tương lai, đừng có cười. Tôi mẹ 12 vái đây. Mà dạo này buổi chiều chú chơi game sớm quá, phải hẹn chú trước mới được, mới lên hát được. Suy nghĩ của Boy sao nhỉ? Tôi nghĩ là chắc là hồi nó có quá khứ của nó nên là làm nên con người nó bây giờ. Nó suy nghĩ của Boy nó cũng trưởng thành lắm. Nó cũng biết mình cần cái gì bây giờ và mình không cần cái gì hiện tại. Cộng hưởng thêm kiểu những lời khuyên của anh Độ nên là có Boy ngày hôm nay trưởng thành. Chính chắn lắm. Thằng này chính ra là thằng Boy chính ra là thằng mà nó đang đi đúng cái hướng để nó trở thành mẹ streamer sau này, gọi cái đéo là được nhỉ, nói chung là trong top của Việt Nam ấy. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho streamer tài năng. Ai bài này không gái bạn ơi. Biển này đông cá. Uầy, này đỉnh vãi liền này. Nhạc hành nguyên pháp bành bao tự tin. Nhưng mà khó lắm. Khó lắm anh em ạ. Tôi sợ tôi làm không được. Tôi cũng muốn lắm chứ. Tôi cũng muốn lắm. Sau này tôi cũng muốn tôi cũng được một cái gì đó riêng cho riêng tôi, nhưng mà khó. Tôi thấy nó sao sao ấy. Tại vì những bây giờ là chả có một con game gì để nó bùng nổ ấy. Không biết là có làm được hay là không, nhưng mà mong là ví dụ mà sau này mà tôi có làm một cái gì mới cho anh em xem, mà mong anh được sự ủng hộ của mọi người thôi. Đấy, ví dụ mà làm vlog hay là gì mà mấy ông cũng ủng hộ đi, nhìn cái view với lại nhìn cái lượt mà anh em xem ấy, mình cảm thấy thích thì mình sẽ có nhiều động lực để mình làm hơn. Em tin anh làm được á. Không biết nữa. Tôi thấy nó khó làm sao ấy. Cứ thử thôi, không được thì thôi anh em, mà không được thì thôi. Cơm quá, cơm chó, nhanh đi em. Bạn bảo Hà Nội lạnh quá, anh Bô cho biết nhớ dạ cơm tôi chó nhờ. Đi đấy, nhớ dạ tôi thấy nè. Nào, chuẩn bị đua thôi luôn. Cô gái. So with you, bro. Tự nhiên tôi nhớ vợ tôi thấy nhờ. Thề, tôi với vợ tôi xa nhau hình như là từ tháng 11 tới giờ. Tháng 11 là vợ tôi về Sài Gòn để mà chuẩn bị đẻ đúng không? 11, 12, 1, 2, 3, 5 tháng rồi. 5 tháng tôi xa vợ tôi đấy. Cảm ơn Khanh nha. Thì anh em 5 tháng là không được ở bên vợ tôi đấy. Nhớ vãi cà liền. Tommy Tèo yêu Ami chết mẹ rồi. Hơi cơm Tommy Tèo này hình như là đang cạnh tranh công bằng với là bạn nhím của tôi hay sao nhờ. To với ngài luôn á nha. Cái này là hơi sai đó. Nha, ngài nha, ngài Tommy nha. Tuy là thích nha, nhạc của ngài thật, nhưng mà
không được á. Vãi cà liền tâm mi tèo yêu ami là đỉnh rồi đấy. Follow con cặc. Ừ. Follow con cặc. Follow con cặc. Ông bút việc này hài vãi cà liền đi.